Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị Phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện Hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị Sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị Cùng tiếp tục nghe truyện Lại nói lúc bây giờ Lục Thiêu Du đang nói chuyện cùng Nam Thúc. Nam Thúc nói, nếu như muốn một lần đột phá thành đế, có lẽ vô cùng khó. Muốn một lần đột phá thành đế, bốn chữ này khiến cho Lục Thiêu Du run lên. Chỉ là trước đế giả này, có bao nhiêu nhân vật phong hoa tuyệt đại trên đại lục cũng phải dừng bước ở một bước này. Hắn có thể một lần đột phá, đặt chân lên cấp độ kia sao? Người khác khó không có nghĩa là người khó khăn người đã sớm có tâm cảnh của đế giả, tăng thêm trên phương diện lĩnh ngộ cực cao, lại có đế giả chi nguyên, muốn một lần đột phá thành đế, tuyệt đối không khó khăn gì. Nam Thúc nói xong, ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Đúng rồi, gần đây người chú ý tiền địa mình một chút, tiền địa minh ở trong tử vong thầm uyên, chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ có động tác, hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Trong lúc mở hồ, ta cảm thấy có chút bất an. Còn đã phân phó ám đường chú ý nhiều hơn một chút, một khi có bất kỳ tin tức gì sẽ lập tức truyền tới ngay. Lục Thiêu Du gật đầu, Thiên Địa Minh không có hành động, quả thực cũng có chút không bình thường. Chính bản thân của ngươi cũng nên cẩn thận, tạm đoán nếu như Thiên Địa Minh muốn đối phó với người khác thì người đầu tiên chính là người đấy. Nam Túc nhìn Lục Thiêu Du, quay miệng nở nụ cười khổ lại nói, cả Thiên Địa Minh ở trong tay của ngươi đều chịu thiệt, sợ rằng đã khiến cho bọn chúng liên kết cùng chung một kẻ thù. Còn không có sợ, đến một người sẽ giết một người. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý, hắn không còn là Lục Tiêu Du ngày xưa. Dùng tu vi thực lực hiện tại, nhất định sẽ khiến cho thiền địa mình trả giá đắt. Dùng tu vi cùng thực lực của người hiện tại, người muốn đối phó với ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Trong tất cả các sân buồn lớn cũng nhận được một ít lệnh cấm đối với ngươi cũng có ít tác dụng chờ sau khi ngươi một lần đột phá thành đế khi đó chính thức không cần lo lắng tới chuyện ai đó tùy tiện đối phó với người nữa nghĩa phụ cái lệnh cấm kia là gì vậy lục thiên du hỏi từ trong miệng của cực lạc tam quỷ, hắn cũng đã biết rõ việc này một ít việc này cũng có thể nói cho ngươi một chút ngươi hãy chú ý lắng nghe nhé nam túc trầm tư nhìn lục tiêu du rồi nói bây giờ người có biết có bao nhiêu đế giả hay là không trừ sư bá thánh linh lão tổ ra dường như không có đế giả khác lục tiêu du nói người mà hắn gặp bên ngoài còn sống trên đời cũng chỉ có sư bá thánh linh lão tổ là đế giả nghĩa vụ tuyên bố với bên ngoài là đế giả thế nhưng trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi mặt khác sư phụ thánh thủ linh tôn hay là thánh chí đại đế của hắn cũng không còn sống trên đời đại lục đồn rằng đã trên vạn năm không có đế giả xuất hiện nam thúc nói nghĩa phụ chuyện này có lẽ không đúng sư bá thánh linh lão tổ thành đế có lẽ cũng là chuyện trong vạn năm trở lại đây lục tiêu du suy nghĩ rồi nói sư bá cùng với sư phụ hẳn là người không kém nhau bao nhiêu tuổi cho nên sư bá thành đế tuyệt đối không có thời gian quá dài đồn rằng trên đại lục đã có hơn vạn năm không có đế giả xuất hiện, có thể không đúng. Bất quá kỳ trước, quả thực hắn đã nghe nói, người khác nói như vậy. Chuyện đó cũng không tính là giả. Nam Thúc mỉm cười nói. Nói lời này cũng chỉ nói với người bình thường mà thôi. Người bình thường thì có thể biết rõ được bao nhiêu chuyện cả chứ. Huống chỉ trên vạn năm nay, quả thực không có đế giả xuất hiện. Nghĩa phụ nói như vậy, trên đại lục này cũng không có thiếu đế giả sao? Lục tiêu dù kinh ngạc, trong mắt có chút ngừng trọng đế giả trên đại lục tuyệt đối là có thế nhưng cụ thể có bao nhiêu thì ta cũng không biết nam thúc nói bất quá ta thu được một tin tức đế giả trên đại lục này đều nhận được một lệnh cấm lệnh cấm gì lục thế du nghi hoặc hỏi không phải đế giả đều là tồn tại mạnh nhất trên đại lục sao chẳng lẽ còn có lệnh cấm nào có tác dụng với bọn họ sao điểm này ta cũng không biết được thế nhưng dưới lệnh cấm này cơ tất cả đế giả không dám không nghe theo. Ở trong độc cô gia tộc, ta cũng nhận được tin tức nhiều hơn người một chút, biết một ít chuyện che giấu nhiều hơn một chút. Thực lực của ngươi hiện tại không kém, cũng là lúc nên nói cho người biết một ít chuyện. Nam Túc nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du gật đầu, bây giờ dựng thẳng tay cung kính mà lắng nghe. Người cho rằng đế giả chính là người mạnh nhất trên đại lục, thế nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy đồn rằng từ xưa tới nay trên đại lục này đã bị một người thần bí khống chế mà ngay cả đế giả cũng phải nghe lệnh cấm của hắn nam thúc nói người có biết tại sao lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc sao phải lánh đời hay không lục tiêu du lắc đầu lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc tại sao lại lánh đời quả thực lục tiêu du không biết lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc Đều có thực lực cường hán Vậy thì tại sao phải lánh đời chứ Nam Thúc nhào nhào mắt rồi nói Lục đại nhân hoàng tộc Và tứ đại thú hoàng tộc lánh đời Không được nhúng tay vào bất kỳ Một chuyện gì trên đại lục Thậm chí trừ hư không mật cảnh ra Thì bất luận một vật cảnh nào Trên đại lục cũng không thể tiến vào Đây là tổ huấn của lão tổ Tứ đại thú hoàng tộc Và lục đại nhân hoàng tộc lưu lại Thế nhưng đồn rằng Chuyện này có liên quan tới người thần bí tồn tại trên đại lục chúng ta. Nam Thúc nói. Thì ra là thế. Lục Tiêu Du được giải đáp không ít nghi hoặc. Từ trước tới nay, không có ít mật địa liên tục trên đại lục đều không có thân ảnh của lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện. Lúc trước, ở dưới đảo Thiên Đảo, có người của độc cô gia tộc xuất hiện. Thế nhưng đây chỉ là phủ đệ của sư phụ trí thánh đại đế đều lại mà thôi, cũng không phải là mật cảnh thiên địa gì. Có một ít chuyện ta cũng không biết nhiều, lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, thậm chí là tất cả các sân bồn lớn đều đang tìm kiếm một đáp án, muốn đánh vỡ sự khống chế trong lúc vô hình này. Nam Thúc Tàn nhẹ một tiếng, nói với Lục Thiêu Du, ta nhận được tin tức là thật, tất cả các đế giả trên đại lục đều nhận được lệnh cấm, cho nên đế giả không được ra tay với người có tu vị đồng cấp, người vi phạm giết chết không thả. Không nghĩ tới trên đại lục lại có người che giấu chuyện như vậy. Lục Thiên Du rúng động hoàn toàn. Chuyện che giấu vực này, quả thực đây chính là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Những chuyện này tạm thời không có bao nhiêu quan hệ với ngươi. Ngược lại lệnh cấm kia đối với ngươi hiện tại có lợi. Dù thực lực của ngươi hiện tại, có lẽ đụng phải chuẩn đế cũng có thể chạy thoát được. Mà đế giả lại không ra tay với ngươi, cho nên người có thể đối phó với ngươi không có nhiều lắm. Coi như là chuẩn đế tới, có thể làm cho con trốn hay không, cũng không nhất định. Trong mắt của lục tiêu du hiện lên hàn ý, dùng tu vi của hắn hiện tại, cấp độ chuẩn đế tuyệt đối không thể khiến cho hắn vừa nhìn thấy đã trốn. Tất cả phải đợi sau khi động thủ mới biết được. Thực lực của người hẳn có thể chống lại chuẩn đế. Nam Thúc nhìn lục tiêu du than thở nói, nếu như người có thể đột phá đế cấp, đến lúc đó người có thể đối phó với ngươi cũng càng thêm ít. Chỉ tiếc ta đã không hy vọng người đột phá đế cấp quá sớm. Nghĩa phụ, sao lại như vậy? Lục Thứ Du nghi hoặc hỏi. Không có gì, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Có một ít chuyện đến lúc đó, tự nhiên người sẽ biết. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, không cần chú ý quá nhiều. Thế nhưng thiền địa minh, người nhất định phải đề phòng. Tất cả phải cẩn thận thì hơn. Nam Thúc ngừng trọng rồi nói. Hiện tại đại sự đã sắp tới. Vì cơ nghiệp vạn năm của mình tất cả các sơn môn lớn đang sắp xếp đường lui lục tiêu du xuất hiện đã tạo cho bọn họ uy hiếp cực lớn cho nên tiền địa mình tuyệt đối không cho phép mà đổi lại chuyện lớn kia có lẽ cũng sắp tới nếu như lục tiêu du đột phá sớm thì tất cả sẽ cuốn vào bên trong đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng lục tiêu du lắc đầu tuy rằng có chút nghi hoặc thế nhưng cũng không hỏi nhiều sau khi trò chuyện cùng nam Thúc một lát rồi hắn mới rời khỏi ngọn núi này tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du, Nam Thúc Thị Thảo nói ra một câu. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời cao, từng vì sao le lói ở phía chân trời, vẫn trăng chậm rãi đi lên, ánh trăng sáng rõ. Trong phòng Lục Tiêu Du đang hôn đôi môi đỏ mọng của Bắc Cung Phu xong, mây mưa lại sắp tới. Một lát sau, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước người Lục Tiêu Du Lục Tiêu Du đem thân thể động lòng người này ôm vào lòng. Lúc bây giờ, một màn xuân ý tràn ngập. Thế rồi một đêm lại chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng dần biến mất. Ở trong phi linh môn, mặt trời chậm rãi đi lên, ánh sáng bao phủ trên mặt đất. Trong mật thất phía sau núi, khi đám người đoan mộc hồng trí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo mang theo sự kinh ngạc theo lục tiêu du tiến vào thiên trụ giới. Khi nhìn thấy thiên trụ giới, bốn người đều rùng động thật sâu Niếp phong nắm tay tiểu sử đệ lục kinh vân còn công bố nhi bảo nhi cũng không qua kinh ngạc nếp phong và bảo nhi bối nhi đã sớm đi vào trong thiên trụ giới từ lâu lục thiêu du để cho mọi người tu luyện tại tầng thứ nhất của thiên trụ giới bế quan một thời gian ngắn cũng giao cho năm người một ít đan dược phù hợp mà lần này lục kinh vân cũng bị lục thiêu du mang vào tiểu gia hỏa này được mọi người vô cùng yêu thương thời điểm này cũng nên cho tiểu tử này tù luyện một thời gian ngắn. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, thân ảnh của lục thiêu du lóe lên, đi tới tầng thứ ba của thiên trụ giới. Thực lực của sáu người niếp phong còn quá thấp, còn chưa có lĩnh ngộ. Nếu như đi tới tầng thứ ba, chỉ có hại chứ không có lợi. Trong tầng thứ ba thiên trụ giới, lục thiêu du quanh chân mà ngồi. Lưu quang màu xanh lóe lên trong tay hắn. Một cỗ khí tức bàng bạc theo đó tràn ra một tiểu đỉnh bát giác bên trên có bi văn quanh quẩn ký thức bằng bạc cổ dưa lan tràn khiến cho tim mọi người nhảy lên đây chính là hồn linh khí chất linh cốc đỉnh hắn lấy được từ trong tay của nhạc vụ độc cô ngạo vũ lúc trước đây đạt được hồn linh khí địa cấp đỉnh phong này tuy rằng trong lòng lục thiêu du vui mừng thế nhưng vẫn còn có chỗ cố kỵ nếu như đem chất linh cốc đỉnh này thu vào trong đầu thế nhưng bị kim đao màu vàng chém đứt thì hắn khóc không ra nước mắt cho nên hắn cũng chưa từng luyện hóa chất linh cốc đỉnh. Hỏa Long đỉnh thì cấp bậc thấp, hiện tại hắn muốn luyện chế một ít đồ vật thì dược đỉnh bình thường đã không có cách nào chịu đựng nổi, cho nên Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể luyện hóa chất linh cốc đỉnh này. Nhiều nhất, sau khi luyện hóa, không thu chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục Tiêu Du cũng không dám thử để cho chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu mình nếu như chất linh cốc đỉnh này bị hủy hắn sẽ cực kỳ đau lòng nhìn chất linh cốc đỉnh bát giác này thủ ấn trong tay lục tiêu được kết từng đạo thủ ấn huyền ảo toàn thân tuôn ra linh lực bàng bạc lúc bây giờ một đạo linh hồn lực từ bên trong mi tâm lướt đi tiếp đó trong nháy mắt đạo linh hồn lực này bắn vào trong chất linh cốc đỉnh trong sát na chất linh cốc đỉnh đang yên tĩnh đột nhiên ong ong toàn thân bắn ra quang mang bầu sành trói mắt một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông từ trong đại đỉnh lan tràn ra. Cùng một lúc, trên chất linh cốc đỉnh lập tức có một đạo quang trụ màu xanh bắn vào trong đầu lục tiêu du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Một lát sau, quang trụ mới thu liễm không thấy. Mà lúc này, cỗ khí tức bằng bạc trên chất linh cốc đỉnh không giảm bớt mà còn tăng thêm, không gian rùn rảy. xung quanh chất linh cốc đỉnh xuất hiện mấy vết nứt đen kịt, khó có thể nhìn thấy trong không gian hai mắt của lục tiêu du nhắm nghiền xem xét cỗ tin tức cực lớn vừa rồi hai mắt đột nhiên mở ra thủ ấn trong tay kết xuất cánh tay giơ lên chất đỉnh cốc đỉnh bành trướng ong một tiếng rơi xuống trước người hắn dược đỉnh thật mạnh lục tiêu du thì thào nói từ trong tin tức vừa mới thu được chất đỉnh cốc đỉnh này quả thực không phải là dược đỉnh bình thường so với hỏa long đỉnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần dược đỉnh này cấp độ càng cao đối với việc luyện chế đan dược và linh khí đều có tác dụng tăng lên không ít, còn có thể tận lực hạn chế hao tổn khi luyện chế. Có thể có được một kiện dược đỉnh tốt chính là luyện mà tất cả các đình giả thà đỉnh giả tha thiết mơ ước. Chân đỉnh cốc đỉnh này tuy rằng không phải là thần khí, thế nhưng lục thiêu du cũng tuyệt đối thỏa mãn. Đoán chừng hiện tại, hắn muốn luyện chế bảo vật cũng càng có chút nắm chắc. Lần này lục thiêu du tiến vào thiền trụ giới là muốn luyện chế thân thể đế giả đạt được trong tự vong thâm uyên kỳ trước thành khối lỗi. Đối. đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, gần đây trong lúc mơ hồ, lục tiêu du cũng có chút lo lắng, Tiền địa mình sẽ âm thầm ra tay, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít còn bài trừ lật trên người. Mà thân thể đế giả này khi còn sống chính là một đế giả chân thật, thân thể cường hãn không phải là thứ mà năm người nhâm hà tồn giả có thể so sánh so với thân thể tôn giả không biết mạnh hơn cấp bao nhiêu lần quả thực chính là tài liệu tuyệt hào để luyện chế khôi lỗi lục tiêu du suy nghĩ nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì đây sẽ là cánh tay đắc lực của hắn thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi sau khi luyện chế sẽ thành cấp độ gì lục thiêu du cũng không dám tưởng tượng ra chỉ là nó sẽ tuyệt đối cường hãn tâm thần của lục thiêu du khẽ động từ trong nhận chữ vật xuất ra tài liệu luyện khí đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần thiết những tài liệu này cũng là tài liệu tốt nhất mới có thể xứng với thân thể của đế giả mới có thể luyện chế ra một đầu khôi lỗi hoàn chỉnh đối với phương diện tài liệu này lục thiếu du hiện tại không thiếu thu hoạch những năm này cộng thêm nội tình của phi linh môn tuyệt đối tới mức dọa người sau khi kiểm tra những tài liệu này một lần Lục Tiêu run nở nụ cười thỏa mãn, lập tức gọi ra thân thể đế giả trong nhẫn chữ vật. Thân thể đế giả này hoàn toàn chính là xương bọc da, mái tóc rối tung mất trật tự, giống như mạng nhện, trên người không có bất kỳ sinh cơ nào. Gợn sóng vô hình chung quanh thân thể lắc lư, khiến cho linh hồn đảo đớn. Một cỗ uy áp bàng bạc cực lớn trong lúc vô hình quách tán. Tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Khí tức trên thân thể đế giả này cũng làm cho lục tiêu du run sợ chuẩn bị luyện chế thôi ánh mắt của lục tiêu du lập tức ngưng trọng luyện chế bảo vật như vậy tu vi linh tôn bát trọng của hắn có thể thành công hay không lục tiêu du không nắm chắc thế nhưng hắn cũng không vì thế mà lùi bước bằng không lục tiêu du cũng không định luyện chế như hiện tại có linh hồn lực không kém lại có tâm cảnh đế giả cho nên lục tiêu du cũng có gan thử một phen sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng Lục tiêu Du quanh chân mà ngồi trước chất linh cốc đỉnh. Thủ ấn biến hóa, bàn tay vung lên, một cỗ linh lực tiến vào trong chất linh cốc đỉnh. Hỏa diễm lập tức rít gào. Ngày lúc đó, Lục tiêu Du đem không ít tài liệu luyện chế khôi lỗi ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Hỏa diễm nóng bỏng ngập trời bao phủ, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hỏa diễm này nóng bỏng, cường hãn vô cùng, phủ lên không gian to lớn, chỉ dẫn ngay cả tôn giả bình thường cũng không dám tới gần dược đỉnh quả là không tệ lục tiêu du nở nụ cười thỏa mãn sau khi luyện chế lục tiêu du mới thực sự cảm giác được diệu dụng của chất linh cốc địch có thể vận dụng linh hòa tới nhiệt độ cao nhất tiết kiệm không ít linh lực tuy rằng ngay từ đầu không là gì thế nhưng nếu kéo dài sẽ có lợi ích rất lớn nếu như thi đấu luyện đan mà nói thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu thì thắng bại sẽ nằm ở trên dược đỉnh tài liệu phụ trợ luyện chế khồi lỗi lúc này cũng rất khó luyện chế. Thế nhưng đối với lục thiêu du mà nói, có chất linh cốc đỉnh tưởng trợ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Mà loại luyện hóa này đối với lục thiêu du hiện tại mà nói cũng không cần qua nhiều kỹ thuật, chỉ mất nhiều thời gian mà thôi. Đồng thời còn có thể rèn luyện sự khống chế đối với năng lượng của linh hồn. Về phần vấn đề thời gian, ở trong tầng thứ ba của thiền trụ giới, lục tiêu du cũng yên tâm thời gian gấp 30 lần so với bên ngoài có rất nhiều chuyện có thể làm được. Mà bên ngoài có vu xong còn ở trong phi linh bồn. Để lúc đó, hai người còn phải đi về lục ra. Luyện hóa tài liệu phụ trợ khiến cho lục thiêu du tốn 3 ngày mới có thể đem tất cả tài liệu phụ trợ luyện hóa hoàn toàn. Trong chất linh cốc đỉnh, từng đoàn linh dịch tinh thuần đang sôi sục trong linh hỏa. Những dung dịch này một khi cứng lại so với bất kỳ sắt thép tinh luyện còn cứng hơn rất nhiều. Giỏ xét dung dịch trong chất linh cốc đỉnh, Lục tiêu Du vùng tay lên, lập tức đem thân thể đế giả ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Dưới hỏa diễm nóng bỏng, trường bào trên người thân thể đế giả này lập tức bị linh hỏa thiêu đốt thành trò bụi. Thế nhưng, làn da khô héo kia dường như so với bất kỳ chất liệu gì còn cứng rắn hơn nhiều. Căn bản không có cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào có thể đốt cháy được nó Cảnh này khiến cho lục Thiêu du vừa mừng vừa vui. Vui là thân thể đế giả so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng lục tiêu du cũng không buông tha, tiếp tục khống chế linh hỏa ngập trời để luyện chế. Dưới sự luyện hóa bề mặt thân thể của đế giả, rốt cuộc cũng có động tĩnh phát ra tiếng xì xèo. Một giọt máu khô bắt đầu tràn ra, lập tức bị nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô. Trong lòng của lục Thiêu du vui vẻ, giống như nhìn thấy được hy vọng cứ luyện chế như vậy, đến lúc đó thân thể đế giả sẽ vàng mạnh hơn. Thế nhưng dưới nhiệt độ như vậy, tạp chất sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó, thân thể này sẽ càng cường hãn tới tận cùng. Theo sự luyện chế, thân thể đế giả này gần trở nên huyết nhục mơ hồ. Một tiêm máu tươi từ trong cơ thể tràn ra. Trong ngọn lửa hóa thành xương mù, thân thể đế giả cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Gần cốt cơ bắp co rút nhanh, giống như cố gắng ngưng tụ lực lượng đợi bộc phát ra vậy cứ thế luyện chế cũng mất lục tiêu du cả nửa tháng so với những tài liệu kia còn có luyện chế hơn nhiều mặt trải qua nửa tháng luyện chế khiến cho thân thể đế giả này càng cương hãn bên trên có một màng thịt nhàn nhạt, nhạt cường độ thân thể so với trước khi luyện chế mạnh hơn gấp mấy lần gần cốt cơ bắp trải qua luyện chế tuyệt đối chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta rúng động tuyệt đối là cường hãn. Những năng lượng bên trong thân thể đế giả lan tràn ra, khiến cho lục thiêu du run sợ. Trong mắt hiện lên sự thỏa mãn, thủ ấn biến hóa, từ trong bi tâm có một đạo linh hồn lực tiến vào trong bi tâm của thân thể này. Trong đầu thân thể đế giả này, lục thiêu du tiến vào trong không gian to lớn sâu trong động, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo đứng đó. Không gian trong đầu thân thể đế giả, lục thiêu du đã vào lần thứ hai, lần thứ nhất, hắn đã kiểm tra qua trong đầu thân thể đế giả này còn một đạo tàn hồn. Thế nhưng tàn hồn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Có lẽ là bởi vì ở trong không gian linh hồn, cho nên còn chưa kịp tán loạn. Lục tiêu du phòng đoán, đạo tàn hồn này có lẽ có liên quan tới tử vong thâm uyên. Trong tử vong thâm uyên, trên người thân thể đế giả này có một đạo tàn hồn thúc giục. Thế nhưng cuối cùng, sau khi rời khỏi lại biến mất không thấy đâu nữa mà nếu như đây là năng lượng của tàn hồn đế giả thì Lục tiêu du cũng không dám đụng vào bởi vì trong tử vong thâm uyên hắn đã được chứng kiến sự lợi hại của thân thể đế giả này thế nhưng hiện tại tàn hồn đế giả bị hào tổn nghiêm trọng thì khác hiện tại Lục Tiêu Du muốn luyện chế nó thành khối lỗi trong cơ thể. Hoạt nhân khối lỗi sở dĩ so với khối lỗi bình thường mạnh mẽ hơn nhiều là bởi vì trong cơ thể có linh hồn. Dù sao khối lỗi cũng chỉ là khối lỗi, không có suy nghĩ nghiêm túc mà nói chẳng khác gì là cái máy giết chóc mà hoạt nhân khôi lỗi thì lại khác có một đạo linh hồn lực của bản thân lưu lại có thể thi triển vũ kỹ và linh kỹ lúc sinh tiền, tan hôn trong đầu thân thể đế giả này lục tiêu du cũng hy vọng có thể dùng tới đến lúc đó không chừng khối lỗi này sẽ càng mạnh hơn một chút loại bảo vật như thân thể đế giả muốn luyện chế hoàn mỹ thì tan hôn có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn có thể dùng hợp với thân thể lần nữa. Vậy thì cô đội luyện chế ra mới là tốt nhất. Lúc bây giờ thủ ấn chợt biến hóa. Hư ảnh linh hồn lục thiêu du dẫn động một cỗ năng lượng vô hình, đem năng lượng tàn hồn trong không gian mà khó có thể nhận ra này ngừng tụ. Trong không gian trắng xóa, lập tức có vô số năng lượng tàn hồn hội tụ tới, giống như từng sợi tóc màu trắng kéo tới. Nửa canh giờ sau, dưới sự cố gắng của lục thiêu du, vô số tàn hồn hội tụ lập tức lan tràn ra một cỗ uy áp khiến cho lục thiêu du run sợ vốn rằng những tàn hồn này đã không còn tí uy áp nào bất quá sau khi tàn hồn hội tụ uy năng lại tăng lên nhiều tuy rằng không mạnh như trong tử vong thầm uyên thế nhưng có chút kỳ quái là không kém quá xa dưới uy áp như vậy lục thiêu du cũng chịu ảnh hưởng trên quen miệng của thân ảnh hư ảo nở nụ cười quỷ dị khi một đạo tàn hồn cuối cùng trong không gian ngưng tụ tới lúc này năng lượng tàn hồn đã cực kỳ bàng bạc uy áp kinh khủng càng cường hãn hơn nữa lục tiêu du quát một tiếng thân ảnh hư ảo này lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh đột nhiên tiến vào trong đạo tàn hồn kia tàn hồn lập tức rung lên ý định của lục thiêu du chính là để hóa thân linh hồn lực của mình dung hợp với tàn hồn này bằng không tàn hồn hội tụ tới thế nhưng đã bị hao tổn nghiêm trọng lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn chỉ có dùng một đạo hóa thân linh hồn lực của hắn hòa tan thành một thể với nó cuối cùng bố trí ở trong thân thể đế giả này thì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất thế nhưng cũng tương đương với việc lục thiêu du tổn thất một đạo linh hồn lực cho tàn hồn này để cho bản thân nó cường hãn hơn một chút bên ngoài lục thiêu du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi một đạo linh hồn lực dung hợp với tàn hồn trong thân thể đế giả chẳng khác gì hắn tổn thất một đạo linh hồn lực. Để cho tàn hồn mạnh hơn nữa, lục thiêu du định đau xuất ra một đạo linh hồn lực này. Ảnh hưởng bực này tuy rằng vẫn còn nằm trong sự khống chế của lục thiêu du, thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà đã bị thương nặng. Linh hồn lực của lục thiêu du dung hợp vào trong tàn hồn của thân thể đế giả cũng không xảy ra sự chống cự. Chỉ là có một cỗ uy áp cực lớn của tàn hồn đế giả khiến cho lục thiêu du có không ít ảnh hưởng, thế nhưng cũng dung hợp rất nhanh. Tàn hồn này tuy rằng không chống cự, cũng dung hợp nhanh chóng, thế nhưng muốn hoàn toàn dung hợp với tàn hồn của đế giả cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chậm rãi dung hợp, ăn mòn lại tốn của lục thiêu du 5 ngày. 5 ngày sau, tàn hồn dung hợp hoàn tất, tàn hồn sau khi dung hợp một đạo linh hồn lực, hoàn toàn đã tàn hồn này dường như khôi phục uy năng cực lớn, quang mang đại thịnh. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Đình hỏa dũng mãnh tiến vào trong đầu thân thể đế giả. Tàn hồn bị Lục Tiêu Du đánh vào trong chỗ sâu ở trong đầu thân thể đế giả. Trong khoảnh khắc, thân thể đế giả run lên. Thành công rồi! Tiếp đó, trong mắt của Lục Tiêu Du xuất hiện sự vui vẻ. Trong chất linh cốc đỉnh, thân thể đế giả bắt đầu có chút sáng bóng giống như kim loại. Hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh băng, tràn ngập một cỗ khí tức sát phạt khổi lỗi bí thuật ngưng tụ cho ta lục này thủ ấn trong tay lục thiêu du biến hóa dùng dịch trong chất đinh cốc đỉnh rồi trào tới tắm vào trên thân thể đế giả kia dùng dịch nóng hổi rót lên thân thể đế giả phát ra tiếng xì xì nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên từ đầu tới chân thân thể đế giả bị một mảnh dung dịch nóng bỏng bao trùm dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể thủ ấn của lục thiêu du biến hóa từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ngập. Giới thủ ấn huyền ảo, trong hai mắt trống rỗng mà lạnh lẽo như băng kia, chậm đã chuyển thành tái nhợt, hạn ý lạnh lẽo khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. ký tức sát phạt trong mắt không nhìn, nhưng không giảm bớt, mà còn càng ngày càng thô bạo hơn. Mà trong lúc này, theo dung dịch tưới vào, thân thể đế giả trở thành màu xám, bóng loáng giống như kim loại. Cả cân thể tràn ngập khí thế bàng bạc, chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn ra. Ký tức này khiến cho lòng người trùng động. Cảm nhận cỗ ký tức này, trong lòng Lục Tiêu Du khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi. Ký tức này cực kỳ cường hãn, trong lúc mơ hồ mang theo uy áp của đế giả, uy năng như vậy, rõ ràng là dấu hiệu luyện chế thành công. Tụ cho ta." Trong lòng chợt vui vẻ, câu nén sự vui vẻ cùng kích động trong lòng. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du lần nữa kết xuất, lạnh nhạt quát lên một tiếng trong bi tâm lần nữa có một đạo linh hồn lực tiến vào trong bi tâm của thân thể đế giả. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu từ trên thân thể đế giả lan tràn ra. Lúc này, thân thể đế giả đột nhiên rung lên. Trên chất linh cốc đỉnh phát ra âm thanh sưu sưu rất nhỏ. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trong không gian chung quanh giống như nước mãnh liệt kéo tới. Năng lượng hội tụ lập tức trót vào trong thân thể khôi đối ở trong chất linh cốc đỉnh năng lượng lúc ấy rót vào trên thân thể đế giả đã được luyện chế thành khôi đối chậm chậm sinh cơ một chút một cỗ sinh cơ như có như không lan ra sinh cơ này đang chậm rãi gia tăng có cảm giác vun trào trong hai mắt thân thể đế giả đột nhiên bắn ra tinh quang một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên lan tràn ra năng lượng cường hãn chung quanh rót vào trong thân thể đế giả được luyện chế thành khôi đối phát ra tiếng sưu sưu. thân thể đế giả luyện chế thành khôi đối lúc này cũng tham lam hấp thụ năng lượng rót vào, thỏa thích hấp thu. Mà lúc này, một cỗ khí thế từ trong thân thể kia tràn ra ngày càng kéo lên, càng khủng bố hơn nữa. Tất cả chuyện này, Lục Tiêu Du đều nhìn thấy trong mắt. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Khối lỗi luyện chế từ thân thể đế giả không ngờ có thể thôn phệ năng lượng khí tức mạnh mẽ vô cùng khủng bố. Bát cấp sơ dài, bát cấp trung dài, bát cấp cao dài, bát cấp đỉnh phong. Khí tức trên người khôi đối một đường tăng vọt, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Khí tức của khôi lỗi này lập tức tăng vọt từ bát cấp cao dai, vẫn còn đang tiếp tục tăng vọt tới bát cấp đỉnh phong mà còn chưa ngừng lại. Tiếp tục mạnh mẽ tăng vọt, giống như một cái động không đáy. Khí tức này cường hãn tới mức tận cùng, vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong. Khí tức biến đổi tới cấp độ hoàn toàn mới. Lục thiêu du càng thêm kinh ngạc, ánh mắt rùng động lầm bẩm nói. Khôi lỗi cấp độ chuẩn đế, khí tức trên người khôi lỗi rõ ràng đã vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong, rõ ràng tới cấp độ có thể sánh vai với chuẩn đế. Khí tức thật lâu mới ổn định lại, năng lượng khủng bố mà vô hình trên không trung mới tiêu tán. Khối lỗi này cũng lập tức rơi xuống trước mặt Lục Thiêu Du, toàn thân khối lỗi này màu ngăm đen tái nhợt, chỉ cần nhìn qua cũng rung động. Bên trong thân thể tái nhợt kia, mơ hồ ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, nhìn đầu khối lỗi trước mắt, trong lúc vô hình, Lục Thiêu Du có cảm giác đứng ở trước mặt cường giả chuẩn đế trong lúc mở hồ có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể lay chuyển uy áp mênh mông như biển cả cảm nhận được uy áp trên cổ khí tức này Được tiêu du cảm giác khí tức trên người côi đỗi so với khí tức trên người lan đình tồn giả của lan Lăng sơn trang cũng không kém là bao cho nên thân thể đế giả luyện chế thành côi đỗi tuyệt đối đã đạt tới cấp độ chuẩn đế cảm nhận khí tức trên người côi đỗi cấp độ chuẩn đế trong lòng lục thiêu du run lên trong lúc mơ hồ có thể cảm giác giống như tâm thần tương liên với đầu khôi lỗi này công kích ta lục thiêu du nhìn khôi lỗi rồi nói nhỏ lục thiêu du rất muốn biết thực lực chân chính của đầu khôi lỗi này như thế nào khôi lỗi vừa nghe tiếng lập tức có động tác cơn sóng trong không gian trước người chấn động lan tràn ra không gian chung quanh vặn vẹo cả không gian chung quanh tựa như gió nổi mây phun không gian run rẩy tiếp đó cánh tay của khôi lối chuẩn đế này run lên nằm ngón tay uốn lượn lập tức hóa thành trường ấn một đạo trường ấn ngưng tụ dẹt qua không gian dùng tốc độ cực nhanh bắn ra phía trước trường ấn không gian bị nghiền nát thành từng khúc bên trong xen lẫn bột gỗ công kích linh hồn cơn sóng bị đánh bay từng vòng rung động cũng khuếch tán ra chung quanh trong sát na này thân ảnh lục tiêu du cơ hồ giống như mũi tên bắn ra quanh thân quanh quẩn quang mang năng lượng thuộc tính thổ phu thiên cái địa hội tụ, một đạo quyền ấn đánh về phía khôi lỗi đế giả kia. Một quyền một trường va chạm vào nhau, không gian chung quanh xuất hiện khen nứt đèn kịt, âm thanh nặng nề bạo liệt vang vọng. Gợn sóng trong không gian rạn nứt, từng kẽ hở bắt đầu lan tràn, phóng tích ra năng lượng ngập trời. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Thân thể của lục thiêu du trong nháy mắt bay ra năng lượng ngược ra. Hùng hăng đập ở phía xa, sang mặt cùng ánh mắt bắt đầu kinh hãi. Lục Tiêu Du cảm giác một quyền vừa rồi của mình giống như đánh vào trên kim loại cứng rắn nhất, nắm tay đau nhức mà công kích kinh khủng kia đánh bại hắn. dưới lòng bàn tay của Lục Tiêu Du có thể cảm giác được thực lực trên người côi lỗi tuyệt đối có thể so sánh được với cường giả chuẩn đế không sai chút nào. mà càng khiến cho Lục Tiêu Du kiếp sợ chính là thân thể đế giả này khi còn sống chính là cường giả linh đế bên trong công kích có xen lẫn một ít công kích linh hồn. Thế nhưng có chút tiếc nuối chính là công kích linh hồn cũng không phải quá mạnh mẽ. Bản chất của công kích linh hồn chính là linh hồn lực cường đại. Trên người thân thể đế giả này chỉ có một đạo tàn hồn lưu lại. Công kích linh hồn không có mạnh, thế nhưng tuyệt đối có thể làm ảnh hưởng tới đối thủ. Khôi lỗi nhìn lục tiêu du lần nữa, nhanh như thiểm điện đánh tới. Dường như bản năng đang thi triển một loại linh kỹ năng lượng phù thiền cai địa kéo tới, bao phủ lục tiêu du vào bên trong. Dừng tay! Lục tiêu du khẽ quát một tiếng. Trong sát na, bàn tay của trường ấn dừng lại trước đỉnh đầu lục tiêu du. Dưới trường ấn, một vết nứt lớn đen kịt trong không gian biến mất. Ký tức khủng bố trên người cùng với ký tức sát phạt đều bị thủ điểm vào trong cơ thể, đồng thời đứng trước người lục tiêu du. Lục tiêu du hít sâu một hơi, thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi, thực lực quả thực đủ khủng bố nhìn qua đầu khôi lỗi trước người trong cơ thể mơ hồ có lực lượng khủng bố có thể xé rách không gian đánh chết những tôn giả bình thường cho dù là vũ tôn linh tôn cửu trọng tuyệt đối có thể tàn sát lục thiên du cũng không thể để ý tới một trường này vừa rồi bị khôi lỗi đánh bay trên người hắn cũng bị một ít vết thương nhẹ dưới tình huống không có sự chuẩn bị phòng ngự của hắn không thể chống lại công kích của khôi lỗi khi còn sống người là đế giả nhất định là nhân vật phong hoa tuyệt đại, bị ta luyện chế thành khôi đối, quả thực có chút bất kính. Lúc này, ta tả lỗi với ngươi, chỉ là thân thể của ngươi đối với ta mà nói tuyệt đối là trọng bảo, ta cũng không đành lòng buông ta. Hiện tại, ta đã đem người luyện chế thành khôi lỗi chuẩn tế. tuy rằng không giữ lại thực lực của ngươi khi còn sống, thế nhưng có thể khiến cho ngươi giành chấn đại lục. Bên ngoài, ta sẽ tồn kính với ngươi, về sau gọi ngươi là đế khôi đi lục tiêu du nói với khôi lỗi trước người nghe lời nói của lục tiêu du trong ánh mắt trống rỗng của khôi lỗi đế giả chớp động một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng hắn truyền ra vâng chủ nhân lục tiêu du thỏa mãn gật đầu có đế khôi bên người bên cạnh hắn lần nữa lại có thủ đoạn mạnh mẽ tuy rằng đế khôi chỉ có thực lực chuẩn đế thế nhưng thân thể lại là thân thể của đế giả tuy rằng là linh đế thế nhưng sau khi trải qua luyện chế tuyệt đối cũng tới tình trạng cường hãn lục tiêu du suy đoán dùng đặc tính của khôi lỗi còn có thân thể đế giả tăng thêm công kích linh hồn thực lực của đế khôi mặc dù nói hiện tại không thể so sánh với chuẩn đế chính thức thế nhưng nhất định có thể so sánh người có tu vi chuẩn đế không có cách nào làm gì được đế khôi đối đầu với nó tuyệt đối không phải là dễ dàng gì khôi lỗi chuẩn đế lục tiêu du nhìn qua đầu khôi lỗi này nếu như tin tức này truyền đi một cỗ khôi lỗi chuẩn đế không biết sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động sợ rằng sẽ khiến cho cơ hồ tất cả sơn môn tranh đoạt luyện chế khôi lỗi chuẩn đế này cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông thuận lợi tới mức ngay cả lục tiêu du cũng cảm thấy ngoài im muốn không ngờ lại dễ dàng đến như vậy khoe miệng mỉm cười sau khi thu hồi đế khôi lục tiêu du cũng thu chất linh cốc đỉnh vào trong nhẫn chữ vật chất linh cốc đỉnh này tuy rằng lục tiêu du đã luyện hóa thế nhưng vì cố kỳ kim đao màu vàng trong đầu cho nên cũng không dám tu vào trong đầu sợ bị kim đao màu vàng bổ cho một nhát sau khi thu thập xong tất cả lúc này lục tiêu du mới khoanh chân nhắm mắt điều tức luyện trên một cỗ khôi lỗi chuẩn đế cũng khiến cho linh lực của lục tiêu du tiêu hao hầu như không còn nếu như không phải chất linh cốc đỉnh có thể tiết kiệm không ít linh lực chỉ sợ hắn đã sớm không có cách nào trèo trống theo điều tức quanh thân của lục tiêu du Lập tức được một vòng quang mang vô hình Màu trắng bao phủ Đang từ từ khôi phục Trên phương diện khôi phục Có âm dương đình vụ quyết Tốc độ khôi phục của lục thiêu du Cũng vô cùng nhanh Trên phương diện đình lực Lục này tu vi của lục thiêu du Đã là linh tồn bát trọng Thế nhưng chỉ do linh hồn lực đơn thuần mà nói Linh tồn cửu trọng đỉnh phong Cũng không nhất định có thể so sánh Linh hồn lực với lục thiêu du hiện tại Mà trên phương diện tâm cảnh Tâm cảnh đế giả không chút khoa trường nào đã là đế giả trần chính chỉ cần tu vi đầy đủ sợ rằng muốn đặt chân vào cấp độ đế giả cũng không có bao nhiêu khó khăn lục tiêu du điều tức thời gian từ từ trôi qua thời gian trong tiên trụ giới cũng đủ cho lục tiêu du điều tức mấy ngày sau lục tiêu du đình chỉ điều tức sau mặt hồng nhuận sau khi hít sâu một hơi hai mắt mở ra tinh quang trong mắt bắn ra rồi lập tức thu điểm trở lại nên cố gắng trên phương diện đình được một chút Lục Tiêu Du cảm giác linh lực trong cơ thể hắn, hắn thì thảo nói. Trên cấp độ vũ giả, hắn đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng cấp độ linh lực còn dừng lại ở linh tôn bát trọng. Linh vũ phải đồng thời đột phá, đợi linh lực cũng đột phá tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong, thì hắn mới có thể chuẩn bị đột phá thành đế. Trên thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chớp động, trong lời nói của Nam Thúc lúc trước, Độc thiếu du cực kỳ dũng động, trên thế giới này quả thực che giấu không ít, đặc biệt là nghĩa phụ Nam Túc nói không hy vọng, hắn đột phá quá nhanh, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du càng rúng động hơn. Đồn rằng Vô Tự Thiên Thư tổng cộng có 9 bản, hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư sẽ tìm được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Vô Tự Thiên Thư gần đây cũng không có phát hiện gì, còn có 6 bản Vô Tự Thiên Thư, còn lại cũng không biết ở phường nào lục thiêu du nghĩ tới vô tự thiên thư trên người gần đây lục thiêu du cũng không có thu được tin tức của vô tự thiên thư nghĩ ngợi hồi lâu trong đầu lục thiêu du có chút hỗn loạn trong vờ hồ cảm giác được hết thảy những sự tình trên đại lục tựa hồ đang bị một bàn tay vô hình khống chế thậm chí bản thân của hắn cũng bị người khống chế từng cử động của hắn đều nằm dưới một đôi mắt vô hình chăm chú quan sát đền tới sẽ tới thuận theo tự nhiên thì tốt hơn rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, Lục Tiêu Du cũng không muốn nghĩ. Dùng tâm thần quan sát trong tầng thứ nhất của thiền trụ giới, Niếp Phong, Đoàn Bọc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Giao, bọn họ đều đang tu luyện. Lần này bế quan, tu luyện, Lục Tiêu Du cũng dự tính cho bọn họ bế quan lâu hơn một chút. Bên ngoài Phi Linh Môn, một thân ảnh uể oải đi tới. Người này đầu trọc, ánh mắt có chút ngầy dại, chính là Hoàng Bác Nhiên. Nhìn bộ dáng hẳn là xa nhà mới về bái kiến hoàng Sư thúc đệ tử canh gác nhìn thấy người kia cung kính hành lễ miễn lễ đi hoàng bắc nhân nói một câu chậm rãi đi vào phi linh môn đột nhiên quay đầu lại hỏi gần đây trong sơn môn có phát sinh chuyện gì hay không hồi bẩm hoàng sư thúc không có chuyện gì lớn nhưng trưởng môn cùng phu nhân còn có đại tiểu thư đại thiếu gia đều đã trở về một đệ tử dáng vẻ thông minh vội trả lời trưởng môn đã trở về rồi sao Ánh mắt của Hoàng bác nhiên chợt sáng ngời, vút vút đầu trọc của mình nói. Đúng rồi, ta muốn đi cầu trưởng môn, chỉ cần trưởng môn đáp ứng, nhất định sẽ có biện pháp. Cho đến hoàng hôn, khi mặt trời chiều ngả về Tây, mây mù lan tràn không trung, ánh nắng hoàng hôn buông xuống, phủ lên một tầng ráng màu, chiếu xuống phi linh bồn sơn mạch. Bây giờ hoa mỹ tuyệt luân. Trong đình viện sau núi, lục tiêu du, lục tâm đồng, dường quá, bắc cùng vô song, đồng vô mệnh, bạch oánh bạch Toa toa đều ngồi trong đại sảnh trưởng môn người tìm ta có chuyện gì sao bạch oánh hỏi oánh tỷ nhìn ta với trước kia có biến hóa gì không lục tiêu du mỉm cười nói biến hóa sao bạch oánh khó hiểu hỏi không có gì biến hóa chỉ có thực lực càng lúc càng cường hãn mà thôi lục tiêu du cười nói oánh tỷ nếu không có gì biến hóa vì sao trước kia không có người người đều gọi thẳng tên của ta hiện tại lại gọi là trưởng môn. Việc này, bạch oánh cùng đông vô mệnh thoáng lặng người, lại cười khổ. Thay đổi như vậy là vì thực lực của thiếu du ngày càng mạnh. Ở trong lòng bọn họ hiện tại, thay vì thiếu cố bảo hộ cho hắn, ngược lại biến thành tôn kính hắn, cho nên sừng hồ cũng thay đổi. Đồng lão, oánh tỷ ta vẫn thích như trước kia thôi. Lục thiếu du nhìn hai người nói, không có hai vị, sẽ không có phi linh bồn hôm nay. Ở trong lòng của tiểu tử mặc kệ là thời điểm nào, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, là thân nhân, là người một nhà của tiểu tử. Có vài lời chúng ta cũng không cần nói ra, hai vị đều hiểu được chứ. Nhìn lục tiêu du, trong lòng đồng vô mệnh cùng bạch oánh đều cảm thấy ấm áp. Trong mắt nổi lên tia ướt át, hai người nhìn nhau, bạch oánh nói. Thiếu du, oánh tì hiểu được rồi. Vâng, lục thiếu du gật đầu, trong lòng hắn luôn xem hai người là thân nhân, là thân nhân chân chính hai người trả giá bao tâm huyết cho phi linh môn, lục tiêu du đều hiểu rõ. Sư phụ, sư nương, chúng ta đều là người một nhà, không nên khách khí với ca ca của con. Lục tâm đồng đi tới, thân mật kéo tay hai người nói, ánh mắt khẽ động, lục tiêu du nói. Oánh tỷ, ta để toa toa tìm ngươi, vốn là có chút đồ vật đưa cho ngươi. Tiêu du, hiện tại ta đâu có thiếu vật gì. Bạch oánh nói ra, nội tình của phi linh môn đều do nàng nắm giữ, linh kỹ vũ kỹ linh khí đàn dược thiên tài địa bảo đang hoàn toàn không thiếu thực lực của oánh tỷ vẫn có chút không đủ ta cũng không thường dùng chín cỗ khôi lỗi này lưu lại cho oánh tỷ hộ thân đi tâm thần vừa động chín cỗ khôi lỗi đã hiện ra là chín cỗ hùng khôi này đồng vô mệnh nhận thức lúc ở trong tử vong thâm uyên hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của chúng theo dù người lưu lại chúng hộ thân đi thiên địa mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi Bạch Oánh nhìn nhìn, nhìn chín cỗ khôi lỗi này, từ ánh mắt khiếp sợ của đồng phổ mệnh, nàng đoán được thực lực của chín cỗ khôi lỗi. Lục Thiêu Du cười nói, Oánh tỷ cứ yên tâm đi, ta còn vật hộ thần khác, chín cỗ khôi lỗi này cũng không tác dụng nhiều với ta, nhưng có thể lưu cho người sử dụng. Trên người của đồng lão có độc hồn khôi lỗi, vãn nhất ngày nào đó, đồng lão chọc giận ngươi, người không khống chế trụ nổi hắn. Chín cỗ khôi lỗi này có thể làm cho hắn không dám chọc người tức giận, không phải rất tốt sao? Ánh mắt của Bạch Oánh lộ vẻ kỳ quái nhìn đồng vô mệnh, lập tức nói. Kể ra nói vậy cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới? Tiểu tử, không ngờ ngươi cho nàng chín cỗ khổ lỗi này là vì đối phó với ta sao? Đồng vô mệnh lườm lục tiêu du. Lục tiêu du mỉm cười, giao chín cỗ khồi lỗi cho Bạch Oánh. Hơn nữa còn bố trí linh hồn cấm chế. Người khác cũng không thể cướp đoạt được tự tay của nàng. Khi Bạch Oánh biết được chín hung khôi có thể đối phó vũ tồn cửu trọng trùng kỳ đôi mắt ngạc nhiên đồng thời trong lòng tràn ngập sự cảm kích lục thiên du giao chúng cho nàng nàng làm sao không hiểu được dụng ý của hắn chỉ sợ thiền địa mình sẽ có đại chiến với đế đạo minh lục thiên du làm sẵn sàng chuẩn bị tới lúc đó nàng có thể tự bảo vệ mình trưởng môn hoàng bắc nhiên ở bên ngoài chờ người đã lâu bạch tòa tòa nói cái gì hắn tìm ta làm gì còn chờ bên ngoài sao lục tiêu du nghi hoặc hỏi Tiêu dù lần này hoàng bắc nhiên tìm ngươi chỉ sợ là việc riêng tư bạch oánh mỉm cười nói việc tư lại có việc tư gì muốn tìm ta lục tiêu du xoay chuyển ánh mắt nói ta cũng biết một ít đồng vô mệnh nói mấy năm nay hoàng bắc nhiên tựa hồ có lửa nóng với một nữ đệ tử của vần Dương tông thường xuyên quan lại cũng tốt lắm ai biết rằng tiểu tử kia làm ra mạng người cái gì hoàng bắc nhiên giết người à lục tiêu du biến sắc tiêu tử kia giết ai không tốt lại đi giết người vân dương tông đến đội xảy ra mạng người chính hắn cũng không dễ làm trưởng môn người nghĩ đi đầu vậy chứ tân hiểu kỳ cười nói là nữ đệ tử vân dương tông có thai rồi là của hoàng bác nhiên đồng công phụng nói chuyện hơi thổ lỗ một chút đó thôi nguyên lai là làm ra mạng người là như vậy sao lục tiêu du thở ra một hơi nhẹ nhõm đây là chuyện tốt thôi hoàng bác nhiên đúng là có bổn sự ngay cả nữ đệ tử của Vân Dương Tông cũng có thể cầu dẫn tới vì linh bồn chúng ta. Cũng đâu phải chuyện lớn gì. Nếu không có vấn đề gì thì nghênh đón nữ đệ tử kia về thôi. Đúng là có trưởng môn, thế nào thì có môn nhân thế đó. Bạch Toa Toa nghe vậy trợn mắt nói ra một câu. Ánh mắt của đồng vô mệnh khẽ động. Đây vốn là chuyện tốt, bất qua bây giờ lại xuất hiện vài vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ Vân Dương Tông không chấp nhận? Lục Tiêu Du nhướng mày hỏi, trừ phi nữ đệ tử kia không phải người bình thường hiện tại chính vân dương tông cũng làm khó thật sự không phải là chuyện bình thường đồng vô mệnh nói bạch oánh tiếp lời Tiêu dù là như vậy nữ đệ tử kia chính là cháu gái của một thái thượng trưởng lão vân dương tông vốn cũng không có gì vẫn có thể giải quyết được vấn đề ở chỗ nữ đệ tử kia từ nhỏ đã có đính ước là cháu trai của một thái thượng trưởng lão khác hiện tại hoàng bắc Nhân làm cho nữ đệ tử kia trầu thai ám kết sau khi trong nhà phát hiện cũng buộc nàng đoạn tuyệt lùi tới với Hoàng Bác Nhiên. Hắn đã đi cầu xin mấy lần, nhưng họ không cho hắn vào Vân Dương Tông. Nếu không để tình Phi Linh Môn, phong trưng hắn cũng sớm bị thu thập rồi. Tạc kháo, tiêu tử Hoàng Bác Nhiên đúng là có lá gan bằng trời. Lục tiêu dùng nghe vậy cười mắng. Huỳnh còn cười được sao? Bác cùng vô song trừng mắt. Gia đình nữ đệ tử kia cùng hồn phu của nàng đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Hoàng Bắc Nhiên cũng thật là làm việc không chịu trách nhiệm chút nào. Vô song, muội đừng nhìn ta như vậy, là Hoàng Bắc Nhiên kia làm cũng không phải là ta. Lục Thiên Du kháng nghị ngay. Tòa tòa nói rất đúng, Trường bồn thế nào, nhận thế đó. bác cùng vô song cũng nói lại một câu, trong lòng cuồn nàng dường như vô cùng nóng này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo